Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng Giêng 2022. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật. Niệm đến cùng. Học đến tập 145. Những đức đọc những công đoạn này, lời dạy của chư tổ sư, những công đoạn này nêu lên giống như người niệm Phật chúng ta. Nếu như mà mình muốn giảng sanh thì là giảng sanh. Việc này là việc mình quyết định luôn quý vị. Giống như gặp Pháp Môn niệm Phật là mình là người quyết định giảng sanh hay không giảng sanh là do mình. Nên có một đoạn nè: vãng sinh mà nghĩ rằng nhất định thì nhất định, mà nghĩ rằng bất định thì bất định. Cái chỗ nhất định này gọi là tính nguyện. Tính nguyện đã kiên cố và tin rằng mình niệm Phật nhất định Phật trước thì là Phật trước. Còn nếu như bây giờ mình niệm Phật mà trong lòng mình nghĩ không biết Phật có trước hay không, còn nghi ngờ, thì là bất định. Còn nếu như mình nghĩ là nhất định Phật trước thì nhất định Phật trước. Đúng là Pháp Môn niệm Phật này đặc biệt tự tại thiệt. Giống như sự thành tựu là trong tầm tay của mình quyết định. Khi gặp Pháp Môn niệm Phật này, sự thành tựu con đường giải thoát của mình là trong tầm tay của mình quyết định luôn. Mà đã nói là tín nguyện niệm Phật để muốn sanh về cực lạc, thì tất cả những cái việc cảnh duyên ở thế gian, thuận hay nghịch, nó đều không chối buộc được mình. Sống với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật đều na ná giống nhau để hòa nhập. Nhưng riêng mình niệm Phật có một phương hướng rất rõ ràng, đó là mình nhất định đời này niệm Phật cầu sanh cực lạc, không mất phương hướng. Hôm qua những đứa gặp một cái cô này ở nhà, mỗi ngày cũng nghe mình chia sẻ hai thờ. Cô nói rằng đúng là câu Phật hiệu này quá hay thầy ơi. Chính bản thân của con đã trải nghiệm qua rõ ràng. Lúc trước khi mà con chưa gặp Pháp Môn niệm Phật, con cũng biết Phật Pháp cũng 5-7 năm, nhưng mà cứ tu cầm chừng chơi vậy thôi. Đến chùa đồ cũng như thầy nói, tụng hồi kinh xong đi về, không có phương hướng gì rõ ràng. Rồi tâm tư phiền não khó chịu, ăn không ngon ngủ không yên,
việc gia đình cứ lao bận rộn suốt, tư tưởng cứ nặng nề, viết mà tiều tị ớm o gầy mòn. Từ khi mà nghe được tịnh độ và có bạn đồng tu tặng cái chiếc máy nghe pháp, nghe chia sẻ một câu ai Phật niệm đến cùng, và từ từ con biết bắt mạng, ngày nào cũng nghe thầy giảng 2 buổi. Vậy mà càng ngày càng tăng thêm tín tâm niệm Phật, cứ duy trì niệm có Phật hiệu. Vậy mà con nhớ Phật, niệm Phật, con niệm giết rồi, bây giờ con ăn ngon ngủ yên, con sống vui vẻ vô cùng, và con lên được 5-6 ký. Rõ ràng là câu Phật hiệu này có thể giải quyết được tất cả vấn đề. Thì cô nói rằng, bởi vì con nghe thầy chia sẻ cái câu mà một câu A Di Đà Phật là thuốc dịu già đà, nếu bỏ đây không uống thật là ngu lắm mà. Con thấy rõ ràng là viên thuốc A Di Đà Phật này chỉ bá bệnh thầy ơi. Chính cô đó, cô nói rõ ràng vậy đó. Vì sao bây giờ cô này cô niệm mà cô giải quyết được vấn đề, mình niệm không giải quyết được, lòng tin mình có vấn đề. Nếu như mà mình á, tin Phật hoàn toàn, vậy thì cái việc ăn không ngon ngủ không yên, mình vẫn là niệm Phật, mình vẫn vui vẻ niệm Phật. Dù gặp những sự trở ngại gì, mình vẫn tiếp tục quyết định niệm Phật. Hay là mình bị bỏ rơi, bị mắng chửi gì, mình cũng quyết tâm niệm Phật. Lòng tin Phật đến mức cực điểm, dù cỡ nào cũng niệm Phật, cỡ nào cũng tin Phật, thì tức khắc giải quyết được vấn đề. Cái cô mà cô gặp như thế, cô chia sẻ đây là cổ làm được như vậy. Có những người lo âu công việc giết rồi thần kinh căng thẳng, giết thì dây thần kinh nó yếu đi. Thí dụ như mình muốn tu mà kế nhà mình thì họ ăn nhậu bóc nhạc ầm ầm, rồi bao nhiêu sự ồn náo, giết từ từ, giết đơ luôn, thần kinh nó căng thẳng rồi ăn không ngon ngủ không yên. Nó đã căng thẳng rồi mà mình còn căng nữa thì có ngày nó đứt ba trận luôn. Dây thần kinh mình nó căng thẳng nên mình ăn không ngon ngủ không yên, mình nặng nề, mình rất dễ bị tác động, gọi là thần kinh bị yếu, giết rồi suy nhược. Đã là suy nhược yếu rồi mà bây giờ mình còn căng thẳng với nó nữa chứ, mình bực bội, mình khó chịu. Dây thần kinh nó căng thẳng do tâm ý của mình. Nếu tâm ý của mình điều chỉnh lại thành nhớ Phật niệm Phật, nghĩ rằng cuộc đời con người sống chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, có cái khổ đau gì đi chăng nữa cũng mấy chục năm rồi cuối cùng cũng qua đi, tại sao mình bây giờ không chân thật niệm Phật? Từ cái khổ của cái thân này mình mang mà bây giờ mình quyết tâm mà niệm Phật để mình có cái thân kim cang bất hoại ở thế giới cực lạc, không già không bệnh không chết. Nghĩ như vậy thì tức khắc dùng câu Phật hiệu này chân thật nhiệt tình, không có chút nghi ngờ. Nên câu này mới nói rằng là vãng sinh mà nghĩ rằng nhất định thì nhất định, mà nghĩ rằng bất định thì bất định. Vậy thì nếu như chúng ta niệm Phật mà nhất định vãng sanh thì là vãng sanh. Còn mình niệm Phật mà mình không tin Phật đến rước, không vãng sanh thì là không vãng sanh. Tướng do tâm sanh quý vị. Nhớ. Từ nơi đó mỗi một người chúng ta nghe được pháp môn tịnh độ này, quý vị sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề trong cuộc đời quý vị. Chắc chắn 100% luôn. Chân thật niệm đi, đừng nên gấp gáp, cứ kiên nhẫn, nhớ Phật niệm Phật cứ kiên nhẫn, cả đời chân thật mà làm đi, rồi sẽ thấy cái kết quả của nó. Cái kết quả chưa hết cuộc đời mình đâu. Nếu chân thật chừng 5-7 năm thôi, quý vị sẽ hưởng cả đời quý vị trong cái pháp vị niệm Phật. Phải nhớ. Nên những đứa gặp người chăn nuôi thì những đứa hướng dẫn họ cho heo hay cho cá gì ăn, cứ là trộn đồ ăn cũng đều niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bắt máy niệm Phật cho heo cho cá nghe cũng được. Có nghĩa là ở thế gian này quá nhiều nghề thì mỗi nghề nào cũng có thể niệm Phật.
Tự niệm Phật giết rồi nó điều chỉnh cái tâm của mình. Chứ tự nhiên người ta vừa niệm Phật kêu người ta bỏ nghề này kia đồ. Có khi cái tính tâm tính nguyện người ta chưa kiên cố, người ta bỏ bậy bạ đây lỡ có vấn đề gì cái lúc đó. Họ quay đầu với Phật Pháp, họ mất lòng tin với Phật Pháp. Nên Pháp môn Tịnh Độ này có thể áp dụng trong tất cả các nghề để niệm Phật. Còn người thí dụ như trồng hoa màu hay là trồng đậu, trồng bắp, rồi mỗi ngày nhổ cỏ, cứu đất ví dụ. Câu Phật hiệu có thể áp dụng trong tất cả những công việc đó. Làm việc gì niệm Phật gì trong việc này, rồi quý vị sẽ thấy sự an lạc vô cùng. Đi vào trong động làm, cầm thêm chiếc máy niệm Phật đeo vào cổ, hoặc là chiếc máy nghe Pháp cầm theo, cứ nghe đi, thời gian qua rất mau, tâm trạng lại thoải mái, ít nóng bức. Giết từ từ rồi cái đám ruộng rẫy của mình nó cũng có phù sa tốt đẹp, vì từ cái tâm an lạc mà chiêu cảm cảnh giới tốt đẹp. Một người chân thật niệm Phật, quý vị họ có đưa họ đi đến một cái nơi rừng sâu núi thẳm đi chăng, họ cũng phát triển được. Tại vì danh hiệu Đức Phật A Di Đà là danh hiệu duyên và phước. Người chân thật niệm câu Phật hiệu này thì tức khắc phát duyên phát phước, phải nhớ. Có những người gặp như Đức hỏi: thầy ơi, con phá thai nhiều lần, tạo nghiệp sát sanh rất là lớn, nếu như đời này con không được giải thoát thì đọa địa ngục, bây giờ con phải làm sao? Nhưng Đức nói: niệm Phật, nương vào Tịnh Độ, gây dựng tín nguyện cầu sanh cực lạc. Dù sự đau đớn bệnh hoạn cỡ nào, khổ cỡ nào, cũng quyết tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Vì cái đau cái khổ ở cõi này nó là trả qua báo thời gian ngắn ngủi. Nhưng nếu chúng ta không niệm Phật cầu sanh cực lạc thì khi thọ mạng đến mình phải chịu quả báo trong tam đồ mới đáng sợ. Chỗ này đáng sợ nè, nhớ. Nên cái quả báo ở thế gian thiếu nợ, trả nợ vui vẻ mà trả. Chỗ gầy dựng mạnh nhất của chúng ta đó là tín nguyện niệm Phật. Tín nguyện niệm Phật phải gầy dựng mạnh hơn tất cả những cái mình đang nghĩ ở thế gian này. Thì cả đời gầy dựng như vậy thì chúng ta thành công. Giống như trên một đoạn đường đua thì người nào đi trước người đó sẽ lãnh cúp vàng. Cúp vàng đó là thế giới cực lạc đi, chúng ta là người niệm Phật. Nếu như tín nguyện chúng ta mạnh vượt qua tất cả những cái ý nghĩ việc làm ở thế gian này, chỉ có một câu Phật hiệu chúng ta niệm là giữ chánh niệm mạnh nhất, gầy dựng tín nguyện mạnh nhất hơn tất cả những cái nghĩ ở thế gian, thì một đời mà tu như vậy thì thành công chắc chắn. Nên tất cả những người tạo nghiệp phá thai hay nghiệp bất hiếu với cha mẹ hay tạo nghiệp gì đi chăng, chỉ cần nghe được Tịnh Độ, từ hôm nay nên phát nguyện con chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc, gầy dựng tín nguyện ngay câu Phật hiệu này để đời này được giải thoát, thì chắc chắn Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn. Quý vị phải nhớ rằng chúng ta khi làm từ thiện hay là tặng quà cho người mù, quý vị coi chúng ta thường lựa những người nghèo nhất, những người mù khổ nhất đưa đi đến phía trước để được nhận quà trước nhất. Ví dụ như bây giờ một người già yếu vô cùng, chúng ta đang ngồi ghế, chúng ta sẽ nhường ghế cho bà cụ già này ngồi, vì mình còn khỏe mình ngồi dưới đất cũng được, để cho bà cụ già yếu này ngồi trên ghế. Hay chúng ta coi một chương trình gì hay, chúng ta nhường cho người già ngồi phía trước để cho người nhà già dễ thấy, mình thì trẻ ở phía sau nhìn cũng được. Pháp thế gian còn chú trọng cái việc người khổ, người già trước nhất. Không chỉ pháp xuất thế gian là pháp môn Tịnh Độ này, thì bổ nguyện của Di Đà tiếp dẫn là tiếp dẫn những chúng sanh đọa lạc khổ đau, những chúng sanh tạo nghiệp như chúng ta sắp sửa đọa lạc này. Pháp môn Tịnh Độ này độ chúng sanh trong thời mạt pháp 9000 năm này là phần nhiều căn tính chúng ta nếu không gặp Tịnh Độ đều là đọa lạc hết. Nên gọi là bổ nguyện Di Đà cứu độ những chúng sanh chuẩn bị đọa lạc như chúng ta. Tạo nghiệp chướng nặng nề, nhiều ý nghĩ sầm bậy, đủ thứ chuyện thị phi, nhiều chuyện nhiều điều, phàm phu như chúng ta nè,
Nên chân thật mà niệm câu Phật hiệu này, viết rồi tự nó điều chỉnh tâm luôn. Cứ chân thật mà áp dụng câu Phật hiệu đi. Thí dụ như giờ mình trồng đậu hay trồng bắp, mình cứ là làm cái gì hay mình cứu đất hay gì, cứ là động tay thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Làm bất cứ việc gì cũng có một cái tâm nhớ Phật, niệm Phật như vậy thì quý vị sẽ thấy cái lợi ích cực kỳ lớn. Hay lắm. Nên pháp môn tịnh độ này mỗi ngày chúng ta phải nói về cái sự lợi ích của niệm Phật. Mà sự lợi ích của niệm Phật này chỉ có những người ta chân thật làm, hưởng được sự lợi ích thì nói rất mạnh. Nói rất là mạnh. Còn những người lơ là, dù có giảng tịnh độ nhưng mà giảng không mạnh là vì sao? Vì họ chưa có cảm giác được tịnh độ. Họ chưa có trải nghiệm qua những sự việc họ gặp phải, nhưng họ vẫn tiếp tục niệm Phật rồi cuối cùng vượt qua. Chúng ta đã có cái tâm niệm Phật sanh cực lạc thì bất cứ một việc gì ở thế gian này chúng ta gặp phải cũng tiếp tục niệm A Di Đà Phật. Chứ không phải rằng là giờ mình niệm Phật cầu sanh cực lạc mà gặp sự cố gì cái mình chuyển qua niệm Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu tai qua nạn khỏi. Cái việc này đúng hay sai? Không có nói đúng sai ở đây. Mà chúng ta là người niệm Phật cầu sanh cực lạc thì tiếp tục mà niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi cứu độ tất cả chúng sanh trong thời mạt pháp, như chúng ta chuẩn bị như đọa địa ngục, ngày còn cứu độ. Không lẽ bây giờ con người này thọ mạng chưa hết, họ gặp tai nạn, họ niệm Phật A Di Đà, không lẽ Phật A Di Đà bỏ quý vị? Không lẽ Phật A Di Đà bỏ? Cái khả năng của ngài còn cứu độ chúng sanh mười phương khắp pháp giới, không lẽ ngài đi bỏ những người người ta gặp tai nạn niệm ngài? Từ khi những người này thọ mạng đến giảng niệm A Di Đà Phật kỳ dự tính nguyện thì ngài đến tiếp dẫn giảng sanh. Còn thọ mạng chưa đến thì sự bảo hộ gia trì của ngài đối chúng sanh niệm danh hiệu của ngài thì không khác gì Bồ Tát Quán Thế Âm. Chỗ này mình phải tin chứ. No. Mình phải chân thật mình tin chứ. Vì sao Đức Thích Ca Mâu Ni trong kinh dẫn là khuyên chúng sanh niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thù thắng? Vì lời nguyện của ngài như thế này thế kia thế nọ. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm nhân duyên của ngài với chúng sanh Diêm Phù Đề này quá dày. Cũng vì nhân duyên dày như vậy nên trên đỉnh đầu của ngài có pho tượng của Phật A Di Đà. Nhiều chúng sanh biết Bồ Tát Quán Thế Âm gặp sự khổ đau hay chồng đánh chồng bỏ gì, hay là không có con gì cũng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu. Nhiều chúng sanh kêu cầu ngài có cái nguyện đó để giúp đỡ. Nên nhân duyên của Bồ Tát Quán Thế Âm rất sâu với chúng sanh Diêm Phù Đề. Mà muốn giúp cho chúng sanh hoàn toàn được giải thoát, không còn bị khổ đau đọa lạc trầm luân, thì chỉ có niệm A Di Đà Phật gây dựng tín nguyện để cầu sanh cực lạc. Tại vì đây là bổn nguyện quý vị. Bổn nguyện tiếp dẫn là bổn nguyện Di Đà. Phải nhớ. Bổn nguyện tiếp dẫn là bổn nguyện Di Đà. Nên khi quý vị tán thán Di Đà thì tán thán rất là mạnh. Nhưng bây giờ quý vị tán thán Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu sanh cực lạc thì không mạnh bằng tán thán Di Đà. Để ý đi. Thí dụ như một người này thường mỗi ngày niệm Bồ Tát Quán Thế Âm hay niệm chú Đại Bi nhiều cỡ nào thì họ cái giảng tịnh độ họ cũng phải tán thán Di Đà. Vì sao? Vì bổn nguyện là bổn nguyện Di Đà mà. Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí dù là bậc cổ Phật nhưng thị hiện đến bên cạnh của Đức Phật A Di Đà là hai vị tả hữu đi cùng với Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh mười phương khắp pháp giới. Nên chúng ta niệm ngay danh hiệu A Di Đà Phật, đó là niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm Bồ Tát Đại Thế Chí vô cùng đầy đủ. Khi giảng sanh về thế giới cực lạc thì chúng ta thường gần gũi bên cạnh của các ngài. Những điều này đặc biệt là phải có lòng tin thật là sâu sắc. Lòng tin này phải vô cùng kiên cố. Lòng tin này phải cực điểm mạnh, không có một chút nghi ngờ. Thí dụ như lúc bị phơ phớ vì nó con tin Phật. Tin Phật đến cái mức mà dù gặp sự cố gì trong cuộc đời này, tan nhà mất mạng, mất sạch của cải vật chất, chúng ta cũng phải tin Phật nhớ. Cái lòng tin Phật này phải đi đến mức cực điểm như vậy. Chỉ có tin Phật con là phàm phu, con tin con phàm phu, con niệm Phật, con tin Phật đến tiếp dẫn. Chỉ cần tin là Phật tiếp dẫn thì nhất định Phật đến tiếp dẫn, vì ngài có hứa. Phải nhớ.
Pháp môn tịnh độ này hay lắm, đặc biệt thù thắng lắm quý vị. Nên người tu tịnh độ mỗi ngày chúng ta bổ túc như vậy, gọi là đi sâu vào tín nguyện luôn. Vì người niệm Phật được giảng sanh hay không là do có tín nguyện hay không. Nên tất cả những người khổ đau trong cuộc đời này, gặp sự cố gì, chỉ cần nương tựa Phật Pháp, nương tựa tịnh độ. Chồng bỏ chồng chê, chồng đi có vợ bé, mình khổ đau vô cùng, chồng quýnh đập lỗ mũi ăn chầu, chồng xúc giày đá, mình mấy bầm nâu. Từ nơi đó quý vị chỉ cần chân thật nương vào câu Phật hiệu, thì quý vị sẽ thấy cái lợi ích của câu Phật hiệu. Hay lắm, giải quyết được hết vấn đề. Mà ngộ tay là nương tựa A Di Đà Phật thì tức khắc con người thường an tâm à. Giống như mình có một điểm nương tựa bình an vô cùng, quý vị nương vào cảnh gì cũng bất an, nương vào thầy, nương vào tiền bạc, nương vào vật chất gì cũng bất an, chỉ có nương vào A Di Đà Phật thì an. Đây là bổ nguyện của ngài rồi. Nên chúng sanh niệm danh hiệu của ngài là có cái hạnh vô ý thí, thì người này sẽ gan dạ bình tĩnh, ít sợ hãi, không run sợ. Hay lắm, câu Phật hiệu này hay lắm, có thể giải quyết tất cả vấn đề trong cuộc đời này đó quý vị. Đó nên những điều những Đức chia sẻ đây thì là thời gian rất là ít, nhưng mỗi ngày chúng ta được nghe nhất định bổ túc cái tín nguyện rất là mạnh. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả người trong chùa hay người bên ngoài nghe gì, cố gắng làm việc gì làm chân thật mà nhớ Phật niệm Phật, vì đây là cái gốc để phát triển tất cả những cái việc làm chúng ta được thành tựu ở thế gian và xuất thế gian. Nên mỗi người chúng ta nên cố gắng niệm Phật. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.